Đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại hỷ đại xả thế hàm thức tương hảo quang minh dị tự nghiêm chúng đẳng chi tâm quy mạng lệ chi tâm đảnh lễ Nam mô Tăng hư không biên pháp giới hoa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hòa giáo chủ Di Lặc tôn Phật Ngài Đại Bi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Thổ Hiện Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát chi tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật Đà Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tài Viên Thọ Dược Sư Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chi Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát kim lư giữa bén chiên đàn
khắp sông pháp giới đạo tràng, phương ai quá thành mấy bao kiếp thường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền, pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hướng dẫn cái Bồ Tát, Nam mô hướng dẫn cái Bồ Tát, Nam mô hướng dẫn cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Nam mô hắc ra đắc na đa ra già già. Nam mô a di đà bà lo yết đê. Thược bát ra gia bồ đề tát đỏ bà giá ma tát đỏ bà giá ma ca lô ni ca gia an tăng bàn ra phật về số đắc na đắc tòa. Nam mô tất kiết lật tòa y mong a rì gia bà lo yết đê thân phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cấn trì hay rì ma bằng đa sa mê tát bà a tha đạo du bà a thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phật đạt đạo đa thiệt thang a bà lô hê lô ca đề ca ra đề di hê rê ma bồ đề tát đoa tát bà tát bà ma ra ma hê rì đà dựng cu lô yết mong đồ lô phật xà gia đê ma phật xà gia đê đà ra đi a rì ni tất phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra một đế lệ hê di hê thất na ra sam phật ra sa lời phật sa phật sam phật ra sa dầu lô ma ra hô lô lô hê rì ta ra tất rì tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ ra giá bồ ra giá di đế rì giá na ra cấn trì địa rị sắc ni na ba già ma na ta ba ha tất đà già ta ba ha ma ha tất đà già ta ba ha tất đà vũ nghệ thước bàn ra già ta ba ha na ra cấn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng a mô khế gia ta ba ma tất đà già ta ba ha già kiết ra tất đà già ta ba ha ba đà ma yết tất đà già ta ba ha na ra cấn trì văn già ra già ta ba ha ma ba lợi thân yết ra già ta ba ha nam mô a ra đà na ra ra già già nam mô a di đà bà lo kiết đê thước bàn ra già ta ba ha an tác điện đô mạng đa ra bạc đà già ta ba ha an tác điện đô mạng đa ra bạc đà già ta ba ha an tác điện đô mạng đa ra bạc đà già ta ba ha. Cúng dường thượng trụ thập phương Phật, cúng dường thượng trụ thập phương Pháp, cúng dường thượng trụ thập phương Tăng, cúng dường bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật,
cực lạc thế giới A Di Đà Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiện Bồ Tát, đại bi quán thế âm Bồ Tát, đại thế chi Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, giám trai sư giả Bồ Tát, thập điện minh vương Bồ Tát, lịch đại chư vị tổ sư Bồ Tát, Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Tát Phà Đắc Tha Nga Đa Phà Lô Chỉ Đê An Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam Mô Tát Phà Đắc Tha Nga Đa Phà Lô Chỉ Đê An Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam Mô Tát Phà Đắc Tha Nga Đa Phà Lô Chỉ Đê An Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam Mô Tố Rô Bà Già Đắc Tha Nga Đa Già Đắc Điệt Thang Tố Rô Tố Rô Bác Ra Tố Rô Bác Ra Tố Rô Ta Bà. Nam Mô Tố Rô Bà Già Đắc Tha Nga Đa Già Đắc Điệt Thang An Tố Rô Tố Rô Bác Ra Tố Rô Bác Ra Tố Rô Ta Bà. Nam Mô Tố Rô Bà Già Đắc Tha Nga Đa Già Đắc Điệt Thang An Tố Rô Tố Rô Bác Ra Tố Rô Bác Ra Tố Rô Ta Bà Ha. Thượng cung thập phương Phật chúng phụng chư hiền thánh hạ cập lục đạo phẩm đăng thi vô sai biệt tỳ nguyện giai ba đắc đa ba la mật tam đức lục vị cung Phật cập tăng pháp giới hữu tình phổ đồng cung dường an nga nặng tam ba phạ việt nhật ra hồng. An nga nặng tam ba phạ việt nhật ra hồng. An nga nặng tam ba phạ việt nhật ra hồng. Ngã kim phụng hiên cam lộ vị lượng đẳng tu di vô hoa thượng sắc hương mỹ vị biến hư không vì nguyện từ bi ai nạp thọ. Nam Mô Phổ Cung Dường Bồ Tát. Nam Mô Phổ Cung Dường Bồ Tát. Nam Mô Phổ Cung Dường Bồ Tát Ma Tát. Cung Phật Di Ngật đương nguyện chúng sanh sở tác giai biện cụ chư Phật pháp. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh na quán từ tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiên ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách xa lời tự sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xa lời tử thị chư pháp không tưởng bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc thân hương vị xúc pháp vô nhãn giới nảy chi vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng nảy chi vô lão
tử diệt vô lão tử tạng. Do khổ tập diệt đạo vô tri diệt vô đắc nhĩ vô sở đắc cô bồ đề tắc đỏ y bát nhã ba la mật đà cô tâm vô quái ngài vô quái ngài cô vô hữu khủng bố viện lý điên đạo mộng tưởng tu canh niết bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đà cô đắc a nậu đà la tam miệu tam bồ đề cô trì bát nhã ba la mật đà. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư. Cô thiệt bát nhã ba la mật đa chú, tức thiệt chú viết yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề tát đà ha. Vượt qua hãy mau vượt qua đến bờ bên kia để giác ngộ an vui giải thoát. Vượt lên hãy mau vượt lên đến niết bàn để dứt hẳn khổ sanh tử phiền trược. Bỏ đi tham sân si ai nhiễm ngã mạn tật đô và sám hối rửa sạch các lậu hoặc phiền não được đại tự tại an lạc giác ngộ giải thoát. Ma ha bát nhã ba la mật đa ma ha bát nhã ba la mật đa ma ha bát nhã ba la mật đa. Cung ngọ Phật xuất sanh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới trừ chúng sanh. Tóc dáng vô lượng quang Phật sát nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cụ phẩm liên hoa di phù mẫu, quả khai thiên Phật ngộ vô sanh, bất thôi Bồ Tát di bàn lữ. Nguyện dĩ thử công đức ca phổ cập ư nhất thiết, ngà đẳng giữ chúng sanh giải công thành Phật ca đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện luôn hả? Phục nguyện tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm. Ngày ăn đúng ngọ thời thân mặc a ba y nhân của người mai dệt nấu nướng. Thuốc men dường trọng nhờ sự nhịn ăn bớt mặt của đàn na. Học đạo tân tu nhờ sự dạy răng của thầy tổ. Phổ nguyện ân sư quân dục phụ mẫu sinh thành. Đàn na tinh thi công phu công quả tăng ít phước điền. Phụ mẫu hiện tiền tăng duyên phước thọ. Phụ mẫu hóa giảng được siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện đàn na tinh thi tăng ít phước điền. Thiền môn nghiêm tịnh Phật pháp trường thăng thổ địa long thần an tăng hộ pháp âm siêu dương thơi hải yên hà thanh pháp giới chúng sanh giai cộng thành Phật ngã đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy y Pháp đương nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như hải. Từ quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.
đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.